Mẹ tạp dề nổi tiếng rồi. Cún con, nào, nhảy lên nào. Con đồ to, tiếp tục đi, chụp thêm vài tấm nữa. Nhảy lên, nhảy lên. Hai bố con nhà này chẳng lúc nào ngừng nghỉ. Máy ảnh mới mua, phải thử chứ. Lát nữa anh sẽ đăng ảnh lên mạng. Anh cứ khoe khoang đi. Con trai à, mẹ cũng đang ở đây. Nào chụp vài kiểu đi. Ra đây, ra đây. Chắc hẳn chị chính là quý bà tạp dề. Tôi là đạo diễn của đài truyền hình. Gì cơ? Đạo diễn? Đạo diễn? Đạo diễn gì cơ? À, hiện nay trên mạng, độ nổi tiếng của chị cực kỳ cao. Tổ chuyên mục của chúng tôi đặc biệt có lời mời chị tham gia cuộc bình chọn bà mẹ đẹp nhất hàng năm. Đây là chi tiết về chương trình. Thật à? Chị nhất định phải đến tham gia đấy nhé. Người thắng cuộc còn có cơ hội trở thành người đại diện mới cho nhãn hiệu nước giặt nổi tiếng. Nhưng mà tôi... Tham gia, nhất định sẽ tham gia. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi cũng không nán lại lâu nữa. Chào cả nhà nhé. Chào chú. Là đạo diễn thật kìa. Con trai ngoan, mẹ con đang đau răng. Mẹ còn chưa nhận lời. Sao hai người đã đồng ý rồi? Mẹ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì mà. Chưa có kinh nghiệm có thể luyện tập mà. Cứ để con lo. Xin hỏi quý bà tạp dề, đối với sự nổi tiếng đột ngột này, chị nghĩ lý do cơ bản là từ đâu? Chuyện đó còn phải nói, dĩ nhiên là ngoại hình xinh đẹp rồi. Phải khiêm tốn. Ừ ừ, được được. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bình chọn này, người mà chị biết ơn nhất là ai? Biết ơn ai? À, đầu tiên phải cảm ơn bố đầu nhỏ và con đầu to đã chụp hình cho tôi. Nếu không phải họ làm bẩn tấm khăn lụa của tôi, thì tôi đã không giặt khăn lụa. Nếu không phải họ suốt ngày làm bẩn cái này cái kia, thì tôi cũng không có nhiều việc nhà để làm như thế. Muốn là một người vợ và người mẹ ở gia đình tôi thực sự không hề dễ dàng. Ngày nào cũng dọn dẹp không hết, giặt giũ không xong. Vừa muốn ngủ một giấc thì lại phải nghe chồng ngáy. Mẹ tập về, mẹ không thể nói như vậy được. Sao thế? Lời ngay nói thật không được à? Xinh đẹp không được nói, bận rộn cũng không được. Vậy mẹ phải nói gì? Cái này, chí ít mẹ phải luôn mỉm cười. Trong tài liệu của bên kia nói là phỏng vấn xong sẽ đến một biểu diễn tài năng. Mỗi ứng viên phải thể hiện sở trường của mình. Biểu diễn tài năng, thế lại thành chương trình giải trí à? Đau đầu thật. Còn phải dựa vào tình hình của đối thủ để quyết định chiêu tiếp theo. Đối thủ, tài năng đều dễ xử thôi. Để bố đóng vai đối thủ cạnh tranh. Nếu như đối thủ cao gầy như anh, thì em không thể khiêu vũ cùng sân khấu với họ. Nếu đối thủ giọng hay như anh, em cũng đừng chọn hát. Vừa không thể nhảy vừa không thể hát thì em nên làm gì? Tốt nhất là cầu nguyện đừng gặp phải người nào hoàn hảo vừa cao vừa giọng hay như anh. Rốt cuộc là anh khen mình cao hay là chê em lùn giọng khó nghe? Em như thế không hay chút nào, dễ bị đối phương chọc giận. Nhưng con người em anh biết rõ hết, làm sao em đấu với anh được? Thôi thôi, hai người cứ tự chơi với nhau đi. Mẹ đi ngủ đây. Bố ơi, sao đôi giày này khó đi vậy nhỉ? Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi. Em yêu, có cần anh đưa đi không? Đừng gây thêm rắc rối cho em. Anh về ngủ đi. Nhớ cảm ơn bố con đấy nhé mẹ. Phải luôn cười tươi nữa. Mẹ sẽ ghi nhớ. Đừng khiêu vũ với người dáng cao gầy. Đừng hát thi với người có giọng hay. Nhất định phải nhớ kỹ đấy. Được rồi, được rồi. Mẹ ơi, răng mẹ còn đau không? Ôi, thôi xong. Tối qua làm muộn quá, quên uống thuốc rồi. Anh đi tìm thuốc đau răng cho em. Đừng tìm nữa. Không không, không phải nói với anh đâu. Giờ tôi đi ngay, đi ngay đây. Hai bố con chờ tin tốt của mẹ nhé. Chúng ta chuẩn bị để chúc mừng thành công của mẹ tập về nhé. Vâng ạ. Thế nào rồi mẹ? Chắc chắn là em được bình chọn rồi đúng không? Em không được chọn. Em nói dối, muốn cho bố con anh một bất ngờ đúng không? Em không được chọn thật. Mẹ tập về, mẹ đừng buồn. Tuy không được chọn, nhưng mẹ mãi mãi là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng con. Đúng vậy, ngôi sao xinh đẹp nhất, tài năng nhất, duy nhất của gia đình ta. Cảm ơn hai bố con. Tuy không được chọn, nhưng mà doanh nghiệp tặng cho mẹ đây. Sau này chúng ta không cần mua bột giặt cả năm luôn.
Mẹ là của con. Cháu chào cô. Đầu to, chào cậu. Ngoan quá, hoan nghênh hoan nghênh. Mau vào đi cháu. Tốt rồi, theo tới nhé, đi thôi. Từ từ thôi kẻo ngã. Tớ thích ăn thịt kho tàu nhất. Tớ cũng thế. Con đầu to, khoai lang là khách của nhà ta. Miếng thịt kho đầu tiên, mời khoai lang đi. Đầu to ơi. Hả? Tớ muốn chơi súng nước màu xanh. Không được, đây là cây súng nước tớ thích nhất. Cậu làm hỏng mắt của tớ thì sao? Tớ hứa sẽ không làm hỏng đâu. Thế cũng không được. Tớ thề. Cho tớ mượn chơi đi. Đã bảo không được rồi. Đầu to. Sao thế đầu to? Bạn ấy cứ đòi chơi súng nước màu xanh của con. Khoai lang là khách. Hai đứa đổi cho nhau đi. Đây là của tớ. Còn có phải con trai ngoan của mẹ nữa không? Này, khoai lang, cầm chơi đi. Cảm ơn cô. Khoai lang, chờ mà xem. Khoai lang, cháu không sao chứ? Cháu không sao ạ. Không sao, khoai lang đừng sợ. Không ai trách cháu đâu. Gì mà không sao, hỏng mất rồi. Mẹ ơi, bạn ấy làm hỏng súng nước của con. Đầu to, lại không hiểu chuyện rồi. Đừng có lớn tiếng, con đâu có. Lần trước con đánh đổ đĩa hoa quả. Mẹ giận dữ phê bình con thế mà. Giờ mẹ lại nói con không hiểu chuyện. Mẹ thiên vị. Đầu to, hôm nào mẹ sẽ mua súng mới cho con. Vậy là được rồi chứ gì. Không được, con muốn cái này cơ. Chỉ cái này thôi. Đồ to, nếu con cứ ầm ĩ như thế, mẹ sẽ không cần con nữa đâu. Để khoai lang làm con trai mẹ. Không cần thì thôi. Mẹ không phải mẹ của con. Cô tạp dề ơi, có phải đồ to không vui không? Không phải, bạn ấy chỉ đang ghen tị thôi. Không cần con thì thôi. Con cũng không cần người mẹ như mẹ nữa. Con đi làm con của mẹ khoai lang. Đầu to, con đang làm gì vậy? Con phải bỏ nhà ra đi. Con sẽ để khoai lang làm con của mẹ. Con đi làm con của mẹ khoai lang đây. Sao không cho con đi? Mẹ lưu luyến con à? Khoai lang mới là con của mẹ. Con đã muốn đi làm con của mẹ khoai lang thì sao con có thể mang những thứ đồ này từ nhà ta đi được chứ? Bây giờ khoai lang là con của mẹ, những đồ này đều là của bạn ấy. Không cho bạn ấy đâu, đây đều là của con. Mẹ tập về thật đáng ghét. Hai người đang làm gì vậy? Mẹ tập về ơi, cứu con với. Mẹ ơi. Nào, mẹ kéo con lên ngay đây. Ừ, được rồi, ổn rồi, không sao rồi. Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ không trách con, cục cưng của mẹ. Thế mẹ vẫn là mẹ của con ư? Đương nhiên rồi, ngốc ạ. Mẹ, hai người đang chơi trò gì thế? Cháu chơi với. Không được, trò này chỉ chơi được với mẹ của mình thôi.
À đúng vậy, có điều chúng ta có thể cùng chơi bịt mắt bắt dê. Như vậy. Lần này anh chính là nhiếp ảnh gia của nhà ta rồi. Anh biết chụp không? Học tập mà, phải có quá trình chứ. Có điều hai người phải giúp anh. Giúp thế nào? Làm người mẫu cho anh. Tiếp đi. Nào, lẹ lên. Cười lên nào, cười lên. Xong ngay đây. Ây da, sao mãi chưa được thế? Em đứng bao lâu rồi? Chụp lại. Máy ảnh khó dùng quá. Giữ khuôn mặt cười nào mẹ. Ừ ừ được. Ra trước cửa sổ đi cho sáng. Tạo dáng thật đẹp nào. Tiếp tục nào. Đứng trước bình hoa. Lần này tạo kiểu dễ thương nhé. Như này nè. Nào. Vào bếp làm kiểu ảnh đời sống nào. Xin mời thưởng thức. Vẫn còn, vẫn còn. Xấu thế. Trông như yêu quái ấy. Chụp kiểu gì vậy? Chưa hết, chưa hết. Mẹ thành Tôn Ngộ Không rồi. Tốt nhất là anh nên chịu học hành thêm đi rồi hẳn chụp. Tận dụng đạo cụ, bối cảnh, sương khói để tạo không khí. Có ổn không đấy? Yên tâm đi, con đồ ta. Bắt đầu. Vâng. Tạo dáng đi. Tốt lắm, cười lên. Mẹ thành chột mắt rồi. Phía sau vẫn còn. Mẹ ngậm hoa làm gì vậy? Mẹ xem này. Em không chụp nữa. Đừng, đừng, đừng giận. Bố con anh vẫn còn ý tưởng. Con đồ to. Vẫn còn, còn cái gì nữa? Lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Lại ý tưởng mới gì đây? Em yêu, như vậy có thể tăng phần sống động. Tiếp nào, cảnh cáo anh. Đây là lần cuối cùng đấy, bắt đầu. Tới đây. Hình như sai sai ở đâu? Sai chỗ nào? Em yêu, chúng ta đổi ý tưởng khác đi. Để em xem nào. Tức điên mất thôi. Làm thế nào mới chụp được bức ảnh đẹp đây? Còn có cách. Sao lại chụp ở đây? Lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Tạo dáng nào mẹ. Bay nào. Bay cao lên. Mày cao nữa nào. Cao hơn nữa. Nào.
Gà con lớn lên. Gà con, mau lớn đi. Gà con, lớn nhanh nào. Bao giờ chúng mới lớn lên được hả bố? Nhanh thôi. Cám tăng trọng cho gà, giúp gà nhanh lớn. Sản phẩm này dinh dưỡng cân bằng phong phú, có thể giúp gà lớn nhanh trong 3 tuần. Có rồi. Cái màu xanh này chắc giàu dinh dưỡng lắm nhỉ? Ừ, cho thêm chút nữa. Con đầu to, mau ra ăn cơm nào. Nếm thử món sườn mẹ làm đi. Có ngon không? Ngon cũng không cần phấn khích đến vậy chứ. Là mùa tạt. Hả? Có vẻ cái này không thích hợp cho gà ăn. Mật ong có ngon không? Ngon thì ăn nhiều vào nhé. Con đồ to, dọn sạch chỗ này ngay cho mẹ. Con xin lỗi, con bôi cả mật ong lên cửa rồi. Gà nuôi thả sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, dốc dáng khỏe mạnh, thân hình tráng kiện, không phải cho gà vận động nữa. Cái gì cơ? Muốn học bay? Đúng vậy ạ. Gà cũng là một loài chim, mà chim thì sẽ bay được. Nhưng chúng ta đều không biết bay mà. Không vấn đề gì, còn có cách. Khăn trải giường của mẹ. Xếp hàng. Xếp hàng. Bắt đầu tập thể dục. Tập thể dục. Tốt quá, sắp đẻ trứng rồi. Sắp sinh gà con rồi ạ. Phải ấp trứng, rồi trứng gà mới nở ra gà con. Tư thế này hơi mệt. Xem ra một mình không được rồi. Còn chỗ nào ấm áp nữa nhỉ? Có rồi. Em đừng cù anh. Ai cù anh? Buồn quá. Con đầu to. Oh.
Gà con mau lớn đi. Gà con ơi, mau lớn nhanh nào. Đúng. Siêu nhân không chịu làm chuyện nhỏ. Wow, siêu nhân lợi hại quá, mình cũng muốn làm siêu nhân. Con đồ to, con đang làm gì thế? Con muốn làm siêu nhân, nên con quá trang giống siêu nhân. Bố biết rồi, con là siêu nhân sơn trại. Bố đừng xem thường con, áo choàng của con với cái này đều có ma lực đấy. Thật tình, cứ bảo sao không tìm thấy cái chổi đâu. Trời ạ, à, mắt kính của mẹ, khăn lụa của mẹ, những cái này đều đắt lắm đấy. Mẹ tập về, bình tĩnh bình tĩnh, thằng bé không cố ý đâu. Mẹ, mẹ ơi, con có thể lấy cái khác chơi, còn đồ của mẹ không được phép động vào nữa, biết chưa hả? Không sao đâu con đồ to, cho dù không có trang bị, con cũng có thể trở thành đại anh hùng mà. Vậy sao? Con làm thế nào để trở thành đại anh hùng được ạ? Siêu nhân là anh hùng giải cứu thế giới. Con cũng đi làm việc gì đó như vậy đi, chưa biết chừng cũng thành đại anh hùng. Con hiểu rồi. Con đồ to, cậu bị phạt à? Không phải. Thế cậu đang làm gì vậy? Tớ đang luyện công, nhìn đây. Wow, ngầu quá. Đồ to, cậu thật lợi hại. Dĩ nhiên rồi, tớ đang chờ quả cầu lửa bay tới đây để tớ cứu trái đất. Quả cầu lửa sắp đến rồi à? Không biết nữa, nhưng tớ phải chuẩn bị sẵn, cho nên bây giờ phải rèn luyện sức khỏe. Thế trước khi cầu lửa đến, cậu có thể giúp tớ một việc không? Được chứ, có yêu quái bắt nạt cậu à? Hay là người ngoài hành tinh tấn công trái đất? Hay là... Không không, tàu quả của tớ bị mất, cậu tìm giúp tớ chứ. Tớ tưởng chuyện gì cơ, chuyện nhỏ nhặt này đại anh hùng đây không làm đâu. Anh đầu to ơi, bắt bướm bướm giúp em được không? Anh là đại anh hùng, anh phải rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị để giải cứu trái đất, sao đi bắt bướm cho em được? Con đồ to, con là siêu nhân mà không biết bay là vấn đề lớn đó. Phải đấy, làm thế nào ạ? Bố có cách, dùng mấy thứ này làm cho con một con diều thật to. Thế là con có thể tự do bay lượn. Hay quá, bố đồ nhỏ, bố là ông bố tốt nhất. Thế con làm diều cùng bố nhé. Không được, mấy việc nhỏ nhặt như làm diều con không thể làm được. Con còn phải rèn luyện thân thể, chuẩn bị giải cứu trái đất bất cứ lúc nào. Thôi được, con luyện tập đi, bố đi làm diều. Con đồ to, mau giúp bố giấy nào. Gió thổi bay mất giấy bây giờ, nhanh nhanh. Bố đồ nhỏ, chỉ là gió thổi thôi mà. Bố đừng có tí chuyện bé cẩn con, là liền gọi con giúp. Hả? Diều của con. Thế là không có diều cho con rồi. Ai bảo con lúc nãy không giúp bố? Nhưng đấy là việc nhỏ, việc con cần làm là việc lớn, giải cứu trái đất, làm đại anh hùng. Nếu ngay cả chuyện nhỏ con cũng không chịu làm, thì ai dám giúp con làm chuyện lớn đây? Giải cứu trái đất là giúp đỡ người khác, chẳng hạn như giúp Tiểu Minh đi tìm đồ chơi, giúp Kẹo Bông bắt bướm bướm, giúp bố làm diều cũng là giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác thì không phân biệt lớn nhỏ. Con hiểu rồi bố đồ nhỏ ơi, giờ con đi tìm Tiểu Minh và Kẹo Bông ngay đây. Siêu nhân đầu to, có chuyện rồi. Anh đầu to, bây giờ có một việc lớn cần anh giúp. Thật ư? Mà
mau nói đi. Con hổ ở sở thú bị đau răng. Họ đang lo lắng không ai có thể giúp nhổ răng cho hổ. Hả? Nhổ răng cho hổ sao? Việc này anh không giúp được. Máy bay đánh cờ trí tuệ. Này mấy đứa, các con đang chơi cờ mà, sao lại ngủ gật thế? Bố đồ nhỏ ơi, tụi con chơi cờ cả buổi chiều rồi, chán lắm. Đúng đấy ạ, nghĩ lâu như vậy, những trò chơi được đều chơi đi chơi lại bao lần rồi, giờ không biết chơi gì hay nữa. Bố có trò này hay lắm, mấy đứa có muốn chơi không? Được, vậy các con kiên nhẫn chờ đợi nhé. Vì bố phải đi chuẩn bị đã. Xong rồi. Các con mở mắt ra đi. Bố đồ nhỏ, con không nằm mơ đấy chứ? Bố lại tạo hẳn ra một khu vui chơi ư? Chú đồ nhỏ ơi, khu vui chơi này tuyệt quá. Tuy không biết chơi kiểu gì, nhưng cũng thấy quá siêu. Cái này giống như trò máy bay đánh cờ, đổ xuất sắc, sau đó đến mỗi ải sẽ gặp một khó khăn khác nhau, phải hoàn thành nhiệm vụ mới được qua ải, ai về đích đầu tiên sẽ thắng. Các con sẵn sàng chưa? Tia sét siêu cấp vô địch. Hãy coi chiêu khỉ dứt răng của bố đây. Bố đồ nhỏ ải này thua rồi, phải lùi 5 bước. Bóng bay qua khe núi, tớ có thể tiến 2 bước. Yeah, tớ sắp về đích rồi. Không được, tớ phải về nhất. Nhưng mà anh đầu to ơi, anh định bơi qua cái hồ này bằng cách nào? Chó biết bơi, nó có thể giúp em. Vậy là anh sẽ qua được. Tiến 3 bước. Hóa ra là thế à. Chỉ có 3 quả bóng nhỏ thôi, không thành vấn đề. Điều kiện kèm theo là thử thách gió lốc. Làm thế cũng được. Đương nhiên rồi. Bố có nói là không được làm vậy đâu. Đúng thế. Được rồi. Yeah, cháu có thể tiến 3 bước rồi. Vượt chướng ngại vật, thành công được tiến 4 bước, thất bại phải lùi 3 bước. Lần này tớ thắng rồi. Thật thần tốc. Nhanh quá. Xem ra ải này không làm khó được cháu rồi. Mau lên nào. Tiểu Minh, hình như cháu bị kẹt rồi, không nhúc nhích được. Lần này tớ là quán quân rồi. Con đồ to, con cần hoàn thành trò cướp bóng rổ. Thành công được tiến 5 bước, thất bại phải lùi 5 bước. Bắt đầu. Hey.
Chân của con đau chân quá, đau quá. Thế nào, không sao chứ? Hay quá, con thắng rồi, con thắng rồi. Các con, có muốn chơi lần nữa không? Có ạ. À, đây là trò máy bay đánh cờ hay nhất trên đời. Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 179. Món quà thủ công của bố. Anh làm gì đấy? Sắp đến Tết thiếu nhi, anh muốn làm tặng con đầu to một món quà. Quà gì? Một con chim máy đa năng. Thế nào hả? Cái này à? Thủ công quá nhỉ? Trông sơ sài vậy thôi, chứ đa năng lắm đấy. Chẳng hạn như nó biết báo thức. 7 giờ rồi, đầu to dậy đi thôi. Nó còn biết bay. Hay đấy. Đương nhiên. Gây rồi. Cẩn thận. Hay là chúng ta ra ngoài mua quà đi. Không, tự tay làm mới có ý nghĩa chứ. Mai sau con lớn khôn, lấy ra xem sẽ nhớ tới bố nó. Thôi được, vậy anh cẩn thận, đừng để xảy ra sự cố nữa đấy. Rõ. Hoàn thành rồi. Hộp quà to bự chản luôn. Mau mở ra xem đi. Con yêu của bố có thích không? Thích ạ, con thích lắm. Để bố chỉ cho con cách chơi. Cho các cậu xem thứ này hay cực. Đồ to, cậu đến đúng lúc lắm. Mau lại xem quà Tết thiếu nhi bố mua cho tớ này. Wow, đây là món đồ chơi đắt giá nhất trong cửa tiệm. Máy bay ma thuật, nó biết biến hình nè, cả bay được luôn. Tuyệt quá. Đồ to, bố cậu mua cho cậu quà gì thế? À, không có gì, không có gì. Trong tay anh cầm gì thế? Không có gì cả, cho tớ xem với nè. Đây là gì vậy? Đầu to, mau dậy thôi, đi chơi nào. Cậu mua ở đâu thế? Đây là bố đồ nhỏ tự làm. Quá chất. Đầu to ơi, tớ với cậu đổi cho nhau được không? Tớ mang máy bay ma thuật đổi lấy chiếc máy bay của cậu. Thật ư? Ừ, dù gì tớ cũng chơi chán máy bay ma thuật rồi. Cầm lấy đi. Đổi đổi, hay quá. Con đầu to, chim máy bố tặng con đâu? Con đổi cho Tiểu Minh rồi. Bố nhìn xem chiếc máy bay này có phải rất ngầu không? Nhưng đó là món quà bố tự tay làm mà. Con đồ to, mẹ bàn với con một chuyện. Ngày mai con đi đổi lại quà với Tiểu Minh về đi. Không được đâu mẹ, con chơi chưa đã. Con trai, con chim máy đó là bố đồ nhỏ dày công vất vả làm cho con. Mặc dù không đặt tiền vào chiếc máy bay này, nhưng trong đó chứa đựng tình yêu thương dành cho con. Sao có thể tùy ý đưa cho người khác được? Dân, mẹ tập về. Ngày mai con sẽ đi đổi lại với Tiểu Minh. Con ngoan lắm. Con chim máy đó bị mất rồi. Hả? Sao thế được? Hôm qua trên đường về nhà. Đứng lại, trả lại cho tao. Con chó xấu xa. Xin lỗi đồ to. Hay là tớ tặng cậu luôn chiếc máy bay này nhé. Không được, chim máy là món quà chính tay bố đồ nhỏ làm. Tớ nhất định phải giành nó về. Gây rồi. Nhả ra, con chó hư đốn.
Con được to, bố tới đây. Bố đồ nhỏ ơi, con xin lỗi. Con không nên đem món đồ chơi bố tặng con đưa cho người khác. Con sai rồi. Không sao, hỏng thì bố lại làm cái khác tốt hơn cho con. Nếu bố không giận, nếu bố không giận con à? Rồi, đương nhiên không giận rồi. Lúc à? Thả diều ngày xuân. Gạo bông ơi, đây là diều em tự làm à? Đúng thế. Diều của em làm đơn giản thế. Diều của anh đâu? Xem diều của anh nè, thế nào hả? Kiểu này ngoài hàng bán đầy, giả cái gì hay. Diều của em là tự làm đó. Ai bảo anh không biết làm? Diều anh còn xịn hơn cái này nhiều. Em chả tin đâu, nói khoác. Lần sau anh làm một con diều cho em xem. Con đồ to, con đang làm gì thế? Không có gì ạ. Bố đồ nhỏ, con xin lỗi. Hay quá, như vậy là đã được rồi. Con làm chứ. Cẩn thận. Sao con không làm được nhỉ? Ngốc ơi, làm diều cần có tính kiên nhẫn. Phải điều chỉnh mọi chỗ cho chuẩn, không thì diều sẽ không bay lên được. Biết chưa nào? Bố đồ nhỏ giỏi quá, mau đưa cho con đi. Đương nhiên, hồi nhỏ bố từng đoạt ngôi đầu bảng cuộc thi thả diều đấy. Con đồ to, con đồ to. Còn chưa làm xong mà. Cái này cũng là anh tự làm đấy. Thế nào hả? Được đấy, cơ mà nó có bay lên được không vậy? Dĩ nhiên, em nhìn mà xem. Không tồi chứ. Chuyện gì vậy? Con đồ to. Bố đồ nhỏ ơi, con xin lỗi. Con diều này bố vẫn đang chỉnh dở, chưa xong mà. Hóa ra con diều này không phải anh làm. Nói dối. Đừng nản lòng, con đồ to, bố sẽ dạy con làm. Lần này chúng ta nhất định sẽ làm nó bay thật cao. Chúng ta ư? Đúng vậy. Đó là diều bố làm mà. Kẹo bông bảo con nói dối. Chúng ta có thể làm diều cha con mà. Diều cha con. Chúng ta còn có thể làm rất nhiều thứ cho diều. Được, được ạ. Kẹo bông ơi, anh sẽ cho em chiêm ngưỡng cánh diều siêu cấp vô địch mà anh và bố đồ nhỏ cùng làm. Wow, hóa ra là chú đồ nhỏ. Hay quá. Anh đồ to ơi, diều của anh đâu? Đừng nóng vội, ra ngay đây. Thả tay đi con. Thank you.
tuyệt quá. Chưa hết đâu, kẹo bông. Em xem. Tuyệt quá đi. Con đồ ta, bật đèn lên đi. Vâng. Tiết mục cuối cùng tối nay, xin mời. Anh đồ ta ơi, anh siêu thật đó. Như vậy là buổi tối cũng thả diều được rồi. Nè, cho em chơi đó.